ào đã xuất hiện quay trở lại. Anh tự hàng rách mơ ồn lên. Anh ồn lên. Anh ồn lên, anh phải theo cái sự giới thiệu. Anh Hoàng, mỗi lần mà em mỗi lần chào cái là anh hú hét. Tại sao hôm nay tinh thần anh đi xuống như vậy? Từ ngày mà gia đình anh chào đón thành viên tiếp theo thì tự nhiên cái phong độ và tiếng ồn của mình nó giảm luôn. Em nhớ hồi kỳ anh nói là ở nhà anh bây giờ ồn, anh không được ra ngoài, anh phải tranh thủ anh ồn mà sao anh không ồn. Hết sức rồi em. Hết sức rồi hả? Nghề thám tử của tôi. Thôi bỏ qua thám tử ồn ào đi, bây giờ chúng ta sẽ đến thám tử môi giày Miko Lan Trinh. Bùng nổi trở lại hả? Ủa vậy hả? Anh thích môi, anh thích môi. Đây là thám tử ít tóc nhất của chương trình thám tử Thiên Vương. Thám tử dạng con ngoài mà không xuống đường, thám tử ba cô. Là thư ký lúc nào cũng lấp lời nhiều nhất, thư ký Phi Thanh. Nói bây dạ? Giờ nói một cái câu dài thật sự trơn tru nè. Em đẹp lắm anh. Bây giờ chúng ta sẽ vào lá thư của chị đã gửi về chương trình nhé. Em chào các anh chị thám tử tài ba. Em là Long Phong, 17 tuổi, nhà em ở Bình Phước. Em rất thích coi phim, đặc biệt là mấy bộ phim có khủng long hay là quái thú ngoài hành tinh. Coi thì sợ thiệt nhưng mà cũng rất là đã. Anh em của em nói mấy con quái vật đó chỉ là đồ họa hay là mô hình cao su thôi. Đồ họa thì em biết, nhưng mà mô hình quái vật thì làm thế nào? Sao lại sống động như vậy? Em không rành lắm. Em muốn nhờ các anh chị thám tử tìm hiểu giúp em. Cảm ơn. Xin mời ba cô. Dĩ nhiên khi mà chúng ta xem phim nước ngoài á thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là những cái màn kỹ xảo rồi những con quái vật rất là ghê, rất là đáng sợ. Và mình luôn luôn đặt câu hỏi là họ đã làm điều đó như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nơi đó. Yeah. Ui, gì vậy? Gì vậy? Lục tử ngũ tạng cái gì vậy? Không biết đâu. Nội tạng. Cái gì vậy trời? Ôi. Ủa con cũng Thôi. Người chim, thần điêu đại hiệp. Ê, mặc cái bộ đồ. Chắc hẳn là tất cả các quý vị khán giả đang rất là thắc mắc là những con quái thú, những con quái vật được hình thành ở trên phim ảnh như thế nào. Bây giờ bác Dù sẽ giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người. Và quan trọng nhất, điều trước tiên chúng ta phải ra khỏi khung cảnh này. Nó kỳ quá. Ôi, chạy con mau kìa. Wow, đẹp quá. Wow. Đẹp quá à. Em chào anh Linh. Chào em. Bắt tay với anh. Wow, con robot rất là hiện đại mà rất là oai phong luôn nha. Đúng rồi, đây là một trong những sản phẩm mới nhất của Suio. Là một cái con robot để quảng bá cho một cái thương hiệu. Trời ơi anh ơi, em cảm giác giống như là mình đang là một diễn viên chính ở trong một cái phim hành động. Và đây chính là hộ pháp của em. Đúng rồi. Robot này có cái gì đặc biệt không anh? Con robot này nó có thể nói chuyện với em được á. Nói chuyện được luôn hả? Tức là hiểu được tiếng người luôn. Hiểu, em nói gì hiểu hết. Thông minh dữ vậy. Nghe tôi nói gì không? Nghe thôi trả lời. Robot này chị quăng miếng của anh. Giờ nhìn tôi nè, nhìn tôi nè. Ủa sao không chịu nhìn em anh? Chắc nó không có cảm tình với em rồi đó. Nhìn nhau một cái mình giao lưu một cái nè. Thôi dẹp con này đi. Con robot không có thiện cảm gì hết, em không muốn nói chuyện với nó nữa. Cái này chắc là hả? Con robot nó khó thiện cảm với em. Chẳng qua là anh không có thiện cảm với em thôi đúng không? Anh ngồi anh điều khiển cái máy từ xa chứ bộ. Trời ơi, làm nãy giờ tưởng là con robot này nó thiệt, nó hiểu được tiếng người là mình á. Mình hồi hộp muốn chết khi giao lưu với nó. Ở trong đây em thấy có rất là nhiều các bộ phận kết hợp lại với nhau. Ngay cả ở bên trong có cái hộp đỏ đỏ, nó là cái gì vậy? Cái đó là bộ phận để phát ra âm thanh. Phát ra khi âm thanh. Mà có người đến thì con robot này sẽ cảm ứng và nói một số cái câu. Tuy nhiên là hiện giờ nó chưa nói được, tại vì là chưa có hoàn thành xong đúng chưa không? Chưa hoàn thành. À, bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ tham quan qua tất cả những cái nơi này để anh có thể dễ dàng giới thiệu hơn được nè. Đây là cái phòng thiết kế tạo hình. Tất cả những cái ý tưởng đều bắt nguồn từ cái phòng này hết. Đầu tiên là mình sẽ tạo hình bằng đất sét. Em
coi được. Dạ. Nó sẽ rất là mềm. Và mình sẽ đắp lên cơ thể này. Đắp lên mà. Một phần làm thầy giáo trong. Và ví dụ như mà với một cái đầu như vậy nè, khi mà mình làm ra như vậy là mình đang tạo khuôn cho nó hả anh? Hay như cái này là mình đang tạo một cái mẫu gốc, một cái tạo hình gốc. Rồi sau đó mình lấy cái tạo hình gốc này mình đổ khuôn silicone. À. Sau đó mình đổ ra cái thành phẩm. Thì ví dụ như cái này là cái gốc, cái gốc thấy nó là rất sét. Đây là cái thành phẩm nó bằng silicone. À, trời ơi, đẹp quá. Giống như là một con mắt thật á. Cái việc mà để tạo hình cho nhân vật á, cái điều đó nó có khó đối với một giám đốc sáng tạo nha anh không ạ? Thực ra nó cũng có cái khó. Tại vì là khi mà khách hàng người ta đặt hàng mình những cái yêu cầu á, thì những yêu cầu của họ rất là đặc biệt. Và nó họ cũng không có hình dung rõ là nếu mà biến nó thành sự thật bằng hình ảnh thì nó sẽ như thế nào. Cho nên là mình phải làm việc rất là nhiều để đạt được cái mà khách hàng tưởng tượng trong đầu. Em có thấy ở đây có một cái bảng nhìn quen quen không các bạn? Nhìn quen không? Đó chính là bà chị Cát Tường của chúng ta. Giám đốc của công ty Buffalo hiện tại đang là đặt hàng cho bên anh hả? Là cái tạo hình của chị Cát Tường. Và bên mình thực hiện hoàn toàn những cái mẫu này biến thành một cái mặt nạ bằng silicone để khi mà chị Cát Tường diễn lên sân khấu có thể đeo vào. Ồ. Rất là dễ dàng, không phải cần phải hóa trang. Không phải hóa trang cầu kỳ nữa đúng không? Và sắp tới là chị Cát Tường sẽ vào vai là Long Thần Ba Ba. À, một vở kịch chắc chắn là sẽ mang cái một cái hơi thở mới lạ cho sân khấu. Bây giờ chúng ta sang cái bước thứ hai là cái bước mà biến những cái tạo hình này thành thành phẩm. Thì mình qua phòng tạo khuôn. Tạo khuôn. Tạo khuôn. Đây là cái khu vực tạo khuôn. Tạo khuôn à? Thì cái khu vực này nó rất là bừa bộn. Dạ. Rất là đủ các loại khuôn mẫu khác nhau. Thì nặng khuôn thì phải qua những cái quy trình khó khăn như thế nào ạ? Đúng như hồi nãy em để ý là cái sợi này. Cái sợi này chính là cái sợi thủy tinh. Cái sợi thủy tinh này nó giúp mình tạo ra một cái lớp định hình vững chắc cho cái bộ khuôn bên trong. Oh. Cái bộ khuôn bên trong thì nó bằng silicone. Dạ. Bằng silicone hoặc là bằng nhựa. Cái bước này nó khó khăn ở cái là cái vật liệu của ở Việt Nam mình nó không ổn định. Dạ. Cho nên là mình coi trên mạng rồi nghiên cứu rất là nhiều nhưng mà nó hư hoài. Tại vì là hóa chất cái thứ ở Kim Biên á, mua ở Kim Biên nó mỗi lúc mỗi khác và tỷ lệ pha của nó cũng rất là phức tạp. Cho nên là cuối cùng là bên mình phải nhập hết toàn bộ những cái hóa chất silicone và nhựa từ bên Mỹ. Đúng là những cái mà Hollywood người ta dùng á, thì làm cái được liền. Như vậy là để có ra được một cái sản phẩm để có thể cung cấp cho khách hàng thì chắc chắn là giá thành phải rất là cao đúng không? Cái này nó rất là đặc biệt cho nên giá thành nó rất là khá là cao. Mình cũng mới mở ra, mình vừa làm vừa học hỏi vừa nghiên cứu cho nên là có nhiều cái khách hàng ta yêu cầu cao quá thì mình cũng phải cố gắng phải đáp ứng cho nên là cuối cùng có khi là lỗ. Nhưng mà mình làm được những cái mình thích. Mà nó bắt nguồn từ đâu anh đã có cái đam mê như thế này và tìm hiểu nó như thế nào? Từ bé là mình đã thích cái này rồi. Nhưng mà từ lúc mà mình lên học đại học mỹ thuật á, thì mình lại phải học một cái ngành mà nó khác. Tức là mình lại phải trở thành họa sĩ vẽ tranh sơn dầu. Rồi sau đó mình đi làm thời gian mình lại thấy thôi mê cái này quá. Mình qua Mỹ mình học 3 năm về cái môn này, môn tạo hình, thiết kế tạo hình. Thì rất là may mắn mình về đây cái là tự nhiên nhiều cái cơ hội nó đến và mình bây giờ mình đã mở được cái xưởng này đúng như cái mơ ước của mình. Và lại còn tập hợp huy động được rất là nhiều các anh em cũng về đam mê của mình để bắt đầu thực hiện. Đây là một cái bộ khuôn, cái mà ở đấy mình làm thì cuối cùng nó sẽ ra giống như thế này, một cái bộ khuôn. Thì bộ khuôn này khi mà mình đóng nó vào và mình sẽ bơm silicone vào trong này, hai cái lỗ này. Khi mình bơm đầy silicone rồi. Đợi một thời gian silicone nó đóng kết đông lại cứng lại thì mình lấy cái khuôn này ra là mình cắt nó đi. Và không, cái này là mình cắt sẵn rồi. Mình chỉ việc mở nắp giống như nắp cái nồi á. Xong mình lấy cái sản phẩm này ra đó, thì bạn thấy cái sản phẩm silicone này nó giống như là da thật và cái độ chi tiết rất là cao. Đây các bạn có thể thấy là ngay từ những cái da sần sùi nhỏ thôi, từng chi tiết nó đều rất là giống thật. Dĩ nhiên là những cái sản phẩm này nó hơi đặc biệt. Ví dụ các bạn thấy nó trong phim ảnh các thứ thì những cái đó nó giá thành giá trị nó rất là cao. Tại vì là mình chỉ làm một bản duy nhất thôi. Còn những cái bản mà sản xuất hàng loạt nhiều hơn thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Hoặc là thậm chí là có những bạn đam mê hoặc là có những cái bạn mà làm bên sân khấu mà mình thích các bạn, mình gọi là có những cái hợp tác dạng như là hỗ trợ lẫn nhau. Thì mình sản xuất với giá rất là rẻ để coi như là một phần nào cùng nhau thực hiện cái ước mơ của mình.
Từ trước tới giờ chắc chắn là anh Linh cũng đã cùng với công ty của mình là đã tạo ra rất là nhiều sản phẩm rồi đúng không? Nhưng mà tác phẩm nào làm anh nhớ nhất? Có một cái sản phẩm mà công ty mình nghiên cứu từ cái lúc khởi đầu đến bây giờ và đến bây giờ vẫn tiếp tục nghiên cứu tiếp tục để cải thiện nó hơn, đó là những cái con khủng long. Ví dụ các bạn thấy ở đây là những cái con khủng long với nhiều kích cỡ rất là khác nhau. Dạ. Những con cao hơn 2 mét, dài hơn 5 mét hoặc là có những con khủng long nhỏ mới sinh ra nhỏ xíu thôi. Thì đây là một cái sản phẩm mà anh em đều rất là thích và muốn càng ngày nó càng sống động hơn. Ví dụ như là mới đầu thì nó rất là thô, nó cử động nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà càng ngày thì nó càng phức tạp hơn. Có thể là bây giờ đến mức là tụi mình có thể làm cho khủng long có thể là nhúc nhích cái lưỡi luôn, chứ không phải nhúc nhích bình thường. Và rất là cảm ơn Linh là ngày hôm nay cũng đã giới thiệu cho khán giả của chương trình Du lịch Kỳ Thú biết một cái cách mà chúng ta đã tạo ra những cái nhân vật ở trong phim điện ảnh như thế nào. Bây giờ bạn Bác Dơ cho mình biết giá thành đi nè. Lại chứ gì em bay mẫu giá rồi. Nếu như giá mà... quan tâm chứ, lâu lâu mình cần quá trang nó cũng sẽ ấn tượng. Dĩ nhiên là mình cũng có hỏi một cái câu, tại vì những cái mặt nạ này nó rất là phù hợp cho cái bữa tiệc Halloween đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh Linh á thì anh không nói là hiện tại là bên mình không có sản xuất đại trà, chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng thôi. Cho nên á, đối với những cái điều này nó rất là kỳ công và nó rất là mắc tiền. Thì anh Linh cũng đang hỗ trợ rất là nhiều các nghệ sĩ của chúng ta để vừa làm được cái điều mà mình thích và cũng có thể một phần giúp PR và thực hiện cái đam mê của anh. Và như các bạn thấy trước đó anh ấy đã tự đầu tư tiền đi sang Mỹ học 3 năm và quay trở về với vốn kiến thức về công nghệ của Hollywood, cách tạo hình như thế nào, và anh đã ứng dụng đem nó về cho Việt Nam của chúng ta với một cái điều mong muốn duy nhất là điện ảnh nước nhà chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Nhưng mà Bazo có hỏi ảnh là cái việc tiếp xúc nhiều với những chất liệu như là silicone á, nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Dĩ nhiên là bản thân mình biết được rằng việc tiếp xúc với những cái chất này nó rất là độc. Cho nên là luôn luôn thấy các anh thợ có đeo mặt nạ. Thường là một thành phẩm vậy, thí dụ như anh làm con khủng long đi thì mất bao lâu mới hoàn thành? Cái con khủng long mà được như ý anh muốn á thì từ lúc anh bắt đầu công ty tới bây giờ vẫn chưa hoàn thành xong. Tại vì cứ mỗi lần á, ảnh đều mong muốn con khủng long nó càng ngày nó càng hiện thực hơn, càng ngày càng trong nó sinh động. Bởi vậy tới bây giờ nếu mà nói về hoàn thành, ảnh có rất là nhiều các bạn nháp nhưng mà chưa có cái nào thật sự ưng ý. Ở công ty của anh ấy có hai giám đốc, một là giám đốc sáng tạo, hai là kỹ thuật. Đó thì hai người đó sẽ ngồi cùng với nhau và cùng với ekip bắt đầu đưa ra những ý tưởng. Ban đầu nó phải luôn luôn là bắt đầu từ ý tưởng và hiện thực hóa nó như thế nào, đó là sự dành thời gian cũng cả ekip với nhau. Phim Việt Nam mình á, thường hay bỏ qua những cái tạo hình như thế này. Nếu mà đặt ở nước ngoài sẽ rất là mắc và kinh phí là không có. Cho nên nếu mà ở nước nhà mà đã có những cái này thì nó phục vụ cho điện ảnh phát triển hơn. Qua chương trình này mọi người sẽ hiểu hơn. Được rồi. Chúc bạn may mắn. Chủ đề của Miko là trái cây. Hợp. Hello, cô sư ký xinh đẹp. Mình là Nguyễn Văn Hiếu, 28 tuổi, hiện đang kinh doanh ở Sài Gòn. Mình rất thích ăn các loại trái cây Việt Nam, đặc biệt là thơm và sầu riêng. Mà mình có một thói quen là ăn trái gì thì phải biết cắt vỏ trái đó. Nhưng mình thử nhiều lần cũng không làm được. Muốn ăn toàn phải mua loại cắt sẵn hoặc nhờ bạn cắt giùm. Nghe đồn các thám tử của chương trình chuyện gì cũng làm được nên mình muốn nhờ dạy mình cách cắt sầu riêng hay trái thơm một cách đúng đắn nhất. Đúng đắn. Đúng đắn nha. Thơm thì cắt xéo thôi chứ không phải là bổ sầu riêng là dùng răng cũng đạo nha. Cắt xéo thơm mắt. Mọi người có biết cách gọt sầu riêng không? Trời ơi, mang nguyên trái riêng luôn hả? Anh không biết cách gọt sầu riêng mà anh biết tách sầu riêng thôi. Thế bổ sầu riêng của tôi thì trái sầu riêng nó chưa chín. Ủa chứ nó không phải sao mới chín cô sĩ Thanh? Nó phải vàng vàng. Vàng vàng màu xí. Không mà cái đít nó vàng rồi kìa. Không phải. Đít biết á là cái đít nó phải nở ra. Đúng rồi, nó bị nứt ra. Thì bây giờ qua sự mô tả của mọi người em thấy có vẻ là sĩ Thanh rất là rành rọt về trái sầu riêng này. Nên thử trổ tài cho các anh em coi là nhìn sầu riêng sợ quá, tôi biết ăn, tôi không biết bổ ra đâu. Nhỏ giờ toàn ba mẹ bổ em không hả? Em là một người rất là rành lý thuyết. Theo cái lý thuyết mà sao anh biết thì mình tách sầu riêng. Thứ nhất mình phải cầm một con dao hết sức nhọn như vậy đó. Cái mũi hơi nhọn nhọn một xíu. Thì mình sẽ tách ở đâu? Chỉ mình spotlight sẽ tách luôn ở dưới đuôi. Ở phía đuôi của nó. Làm đi, làm đi. Xong mình đưa cái dao vô nè. Trời ơi, cầm dao mình đó ra mình tách ra. Ồ. Thôi cố lên phải để chứng tỏ sắp lấy chồng tới nơi rồi. Đúng rồi, giỡn con dao à. Em
em tách được miếng này đúng không? Danh sách anh ơi. Đây anh phụ cho. Đúng rồi, cầm cái dao sát đúng rồi, hay quá anh Dương ơi. Em tách được miếng. Trời ơi, thấy chưa? Anh Dương là chỉ đưa một cái đường kẻ mà Thanh đã đặt sẵn. Đúng rồi, anh Dương bắt ra. Cái mùi này hôi quá, phải tiêu diệt nó thôi. Gì vậy? Ê, cái chai nó một mùi rồi. Mình sẽ đưa đường dao đây mình tách ra. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Bạn sai, cái chỗ đó bạn sai rồi. Sai rồi hả? Lấy hai cái tay bịch ra. À, hai tay bè ra. Ừ. Ui, mạnh mẽ lên. Không được, về tập đại quá chỗ thật sự đi. Cỡ miếng coi. Có một sự xào xáo nhẹ trong trường quay. Ok, tôi á là mặc dù không có thắng bạn được số này nhưng mà tôi làm cho bạn không có thở được cái số này là tôi cũng chịu đúng không? Ok, mời mọi người coi clip. Bum bum bắp, bum bum bắp, bum bum bắp, bum bum bắp. Tôi có một trái thơm, tôi có một con dao. Hey, gọt trái thơm. Tôi có một trái thơm, tôi có một cái miệng. Hey, mất trái thơm. Bởi vậy tự nhiên kêu Nicola Vinh mà đi gọt trái cây. Hồi xưa tới giờ chuyên môn tôi là ăn trái cây gọt sẵn tôi ăn thôi. Thậm chí tới trái xoài tôi còn không biết gọt, tôi cắt ngang ra xong tôi bẻ nó lên tôi cạp, chứ tôi có bao giờ gọt vỏ đâu. Thì đây là món nhiệm vụ khó nhằn, tại vì hiện tại thì mẹ đang vắng nhà, không có ai gọt thơm cho mình ăn. Bình thường thì mình mua những cái quả thơm thì nó cũng được gọt sẵn. Hôm nay có cái thử thách này mà nhà mình không có một cái trái cây nào khác nên chúng ta sẽ gọt thơm ăn. Gọt trái cây bình thường. Sau đó khi đã gọt được cái vỏ ngoài thì còn có rất là nhiều cái mắt. Mắt cái này thì ăn vô nó sẽ bị the lưỡi nên mình sẽ phải lấy cái mắt ra. Mình sẽ dùng muỗng múc con mắt ra. Không, cái muỗng múc ra có vẻ không cà thi. Nó sẽ bị dập chết hơn. Uống nè. Chết rồi. Đây đây đây, quay mắt này nha, con mắt, con mắt. Mình cắt sâu hơn một chút, mình cắt sâu hơn một chút để mất mắt đi chứ. Không, trái thơm đã hết mắt. Ai? Vậy mà hôm nay ra một cái thử thách gì gọi là làm khó đồng đội quá. Mình có chị Miko lên trên đúng không? Hello. Nước ngoài hả? Chào chị. Pia. Anh chàng này có ăn sâu đi được không? Chưa gì hết mà em vô em chị em liền rồi. Chị nổi tiếng thì em nhầm ra. À cảm ơn em. Nhưng mà biết sao không, tại vì con gái Việt Nam bình thường gặp con trai thì người ta anh em. Ờ chứ là em hả? Ờ thôi thôi mặc kệ đi, thôi là anh chị rồi. Ờ vì em muốn... còn nhỏ tuổi đúng không? Chắc rồi. À hả, em bao nhiêu tuổi? Em 28 tuổi. 28 rồi. Ủa chứ em là người gì? Em là người Peru. Ở Peru, ở Nam Mỹ thì mấy cô nghĩ là người dân ai cũng biết nhảy hết đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thôi bây giờ em chào sân bằng một động tác nhảy đi. Nhảy ở đây hả? Ừ. Không được. Thôi thôi kệ đi. Trời ơi. Que tu mirada ya estaba llamándome. Rồi. Em có câu hỏi gì muốn chị giải đáp thắc mắc nè? Dạ có. Rồi gì? À, mùa này có rất nhiều sầu riêng người ta đang bán ở ngoài. Nhưng sầu riêng cũng có thơm. Nhưng em không biết cắt. Cắt? Không, không, không biết cắt. Em ăn được sầu riêng không? Ăn được. Ủa, ở, ở nước em có sầu riêng không? Dạ không. Ở Việt Nam á, bất kỳ một cô con gái đảm đang nhân hậu xinh đẹp nào cũng biết cắt thơm, cắt sầu riêng. Em tin không? Biết. Hey. Thấy không? Thầy. Chị cắt á. Thầy, nói thầy. Ừ. Thôi nó chứ không có dám lừa gì em. Mai mốt em biết chị vụng về nữa chứ chị không có biết cắt. Hồi xưa chị cũng chỉ biết ăn thôi. Chị biết ăn? Ừ, không biết cắt luôn. Nên thôi bây giờ hai chị em mình đi vòng vòng khu chợ này.
Dạ, good. Rồi mình đi tìm người khác ha. Rồi. Từ từ thôi, chạy từ từ thôi. Chú bán sầu riêng bao lâu rồi? 30 năm. Để cắt sầu riêng phải có một tay khỏe đúng không? Không cần thiết khỏe nhưng mà mình phải biết cách thức mình khui. À. Này là dao khui sầu riêng. Dạ, còn dao cắt sầu riêng phải bén đúng không? Không cần thiết bén. Yêu cầu nó có cái thế mình khui là được rồi. Không cần thiết nó bén. Không cần bén luôn, vậy là em sẽ bén luôn. Dạ. Giờ chú có thể cho người bạn đến từ đất nước Peru này làm thử được không chú? Được. Làm thử một giấy. Đó, đồ nghề nè, tự lựa. Mình có... tách ra thử coi, tách ra thử coi. Không chắc là nghe cái sóng lưng á, giống như con nhím vậy nè, đệ vậy đó. Đâm vô chính giữa, đâm vô chính giữa hướng thôi. Chính giữa? Rất cứng. Rồi. Tốt rồi. Không em, được. Em làm vậy, chị không biết ăn nữa đâu, nhé nhét quá à. Dạ, tất cả là tại em. Dạ chú ơi, tụi con thất bại rồi, chú hướng dẫn tụi con nha. Đền tuyển thủ đến từ đất nước Peru với đôi bàn tay chắc khỏe. Gồng lên em, đâu tay em đâu. Gồng lên, chuột đâu. Cầm, chích xuống vậy. Rồi, thấy ra. Từ từ. Nè, thấy không? Rất là dễ, đơn giản. Đó, mình tách ra vậy thôi. Coi chừng đứt tay nha. Thôi thôi, thôi được sâu quá. Đó, rồi để vô. Vậy là chưa có bán được rồi, chưa có bán được. Rất ngon. Nhiều người nước ngoài không có ăn được, sao em ăn hay vậy? Em không biết tại sao vì giờ rất ngon. Đó hả? Nóng lắm. Peru là châu Mỹ. Nóng, em biết. Không nên ăn nhiều quá. Chú, con nghe hình như Sĩ Thanh đó, ai á dạy con vậy nè. Là ăn sầu riêng cái mình bị gèn á, mình bị nóng trong người á. Cái đổ nước vô đây. Cái chán cái muối này xong cái uống. Là hết nóng đúng không chú? Không có hả? Đó là nó bầm thôi chứ không có. Như bầm nữa nè. Là bị gai cột sống á, lấy gai sầu riêng trị á. Là nằm lên nó lấy gai sầu riêng trải ra nằm lên á. Là nó đâm cái này nó đau quá, cái kia nó hết đau rồi là nó trị đó. Vậy là không có thiệt hả? Không có đúng hả? Cảm ơn chú rất nhiều. Dạ cảm ơn chú mua mày bán đắt nha. Rồi chú cảm ơn con nha. Dạ chào chú. Khi mà em đã biết cách gọt sầu riêng rồi dạ. Thì giờ em đoán là tí nữa gọt thơm nó dễ như gọt sầu riêng hay là khó hơn? Em đã nghĩ mà sầu riêng là khó hơn thơm. Em nghĩ là sầu riêng khó hơn hả? Em không biết nhiều, em nghĩ vậy. Em chưa biết làm. Vậy con bây giờ gọt thơm á thì em nghĩ là con dao có phải bén không? Em nghĩ vậy luôn. Em nghĩ con dao bén đúng không? Cái tay có phải khỏe không? Thử rồi nữa coi. Em cũng nghĩ vậy luôn. Ok, vậy giờ mình chuyển qua gọt thơm nha. Yeah. Rồi. Em chào chị. Em chị tên gì? Chị tên Hương. Dạ, chị bán thơm bao nhiêu lâu rồi? Chị bán hai chừng vài tháng vậy. Chị em hỏi là gọt thơm có khi nào bị đứt tay không? Cũng có chứ. Còn dao này bén không? Bén chứ, có muốn gọt thử không? Dạ có. Ok. Rồi gọt cái cùi, gọt ít thôi. Ít thôi. Gọt hết luôn chứ thơm của người ta. Rồi gọt cái vỏ chứ. Không, gọt bỏ ngang á. Đúng rồi, rồi. Ủa sao em thấy chị gọt tròn quá mà phải nghiêng con dao, hiểu không? Dạ, có thể. Bình thường là chị gọt một trái thơm trong bao nhiêu lâu? 5-3 phút vậy. 5-3 phút. Rồi một ngày chị gọt khoảng bao nhiêu trái thơm? 100 mấy, 200. Rồi chị thấy bạn em gọt sao? Xấu quá. Xấu quá. Chắc rồi. Đợi em đi. Không có kinh nghiệm. Nó nhìn dễ, nhưng không dễ đâu. Rồi. Cầm ngay đây. Dạ. Cái ngứa hậu ngứa. Có vòng cầm xuống nè. Sao vậy? Dạ. Rác lưỡi. Giống như em ghét sầu riêng vậy hả? Sầu riêng ngon hơn. Đúng rồi, sầu riêng ngon hơn. Rồi. Hiểu không? Sao thấy mặt
bưng 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 khuân quá vậy. Chờ chờ xíu. Một thầy nói nghe nè, người ta gọt có 2 phút một cái thơm, 3 phút một cái thơm, em gọt là 30 phút á. Đúng rồi. Đổ mồ hôi hột luôn kìa. Đó cho chị làm thử coi, đó chị làm thử. Theo chị là vậy, gọt sầu riêng thì gọt được. Mà thơm thì thôi mai mốt mua thì để người bán gọt cho mình. Dạ đúng rồi. Đúng không? Về nhà gọt gọt thêm. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Ê, không biết mình vừa ăn sầu riêng vừa ăn thơm vậy, tối về có đau bụng không em? Nếu ăn nhiều tổng qua, đậu lùi. À, biết luôn hả? Không phải là đậu bụng. Ừ. Nhưng mà hôm nay học cách gọt vỏ xong rồi em thấy sao? Cách sầu riêng rất dễ dàng, nhưng cách thơm rất khó. Vậy thì sau này về có cắt thơm nữa để có kinh nghiệm không? Dạ không, em sẽ mua như thế này. Nhưng em có thể mua sầu riêng và tự cắt ở nhà. Ok. Hôm nay cảm ơn em vì câu hỏi của em mà chị cũng được ăn sầu riêng với ăn thơm nha. Dạ, em cảm ơn chị. Ê, giờ mình về lại phim trường nha. Dạ, bye bye. Hay bộ, anh thấy là đây là một cái kiến thức tay các em. Thường thức cuộc sống rất là vỗ tay đi. Hay bộ, mọi người quay, mọi người cười ha ha. Cái số của bé Zo hay quá mà mọi người nói chuyện không, mọi người có nghe máy đâu. Không, còn không. Cái số của em mọi người số cười này ha em ha. Thấy hả? Thấy không? Tại mọi nhiều người muối mà. Mọi người lắng nghe, tức là mọi người tập trung tìm cái điều thú vị ở trong clip của bạn. Dữ lắm á. Vui bộ. Anh thấy hả, một số bạn trẻ ở thành thị bây giờ chưa chắc là biết cách gọt sầu riêng, cái lộn bổ sầu riêng và gọt thơm đâu. Cho anh hỏi, cái trái thơm đó em ăn bao nhiêu phút vậy? Em ăn trái thơm trong vòng 2 phút. Trời đất. Không, thấy cái nội dung đó quan trọng đó. Ok, chuyến đi của Lan Trinh kết thúc. Bây giờ đến lúc mà chúng ta bầu chọn thắng kỳ xuất sắc nhất của tuần. Một lần nữa, hai nhân vật không hề yêu thích nhau lại đối đầu với nhau. Không cần đâu. Nhưng mà cái này là yếu tố cũng phải bắt buộc rồi. Có lẽ là tôi sẽ luôn luôn dành tặng cho Lan Trinh một bản đỏ. Ok, đầu tiên sẽ là chuyến đi hành trình của Lan Trinh. 1, 2, 3. Ê! Tại tôi ngồi gần cổ, đơn giản vậy thôi. Gì? Anh nói bây giờ sao tính với em đi. Ba Zo thì mới có lên trên cái chuyến đi hành trình này thấy bạn đi ăn thôi và không làm gì chứ. Dẹo dai nữa, dẹo dai. Cái mẹo vặt của em cũng rất là quan trọng, cần thiết cho cuộc sống. Mặc dù cái mẹo đó ai cũng biết hết rồi. Rồi bây giờ tới phiên với Ba Zo. 1, 2, 3. Bạn anh Linh ơi, anh có xem chương trình này. Đây là tình cảm yêu mến của em dành cho anh Vũ Linh. Dành tặng anh Linh. Dành tặng anh Linh. Dạ, gửi tới học trò của anh là anh Định. Vô. Em muốn gửi cho bác Sô cái đen lắm nhưng mà em sợ mọi người nói em xấu tính. Được, còn tỉnh táo. Chương trình hay thôi. Rồi, cho bác Sô chạm vào tay nha. Thôi bây giờ mình sẽ đọc nhiệm vụ tiếp theo. Em chào chị Sĩ Thanh, em là Trần Thị Giang, sinh viên năm 3 ngành sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi em có xem trên YouTube clip một bà cụ 99 tuổi hát bolero rất là hay. Wow. Mà còn rất là cool. Clip đó thu hút cả triệu view lận. Em muốn các anh chị thám tử xác minh liệu bà có thực sự là có thể giữ được sức khỏe và sự tươi trẻ như vậy. Em xin cảm ơn. Cái hết vụ này là một nhiệm vụ hết sức là thú vị mà cả Sĩ Thanh cũng rất là tò mò. Anh ơi, tôi nghĩ là bạn cũng phải cho Lan Trinh một cái cơ hội gỡ lại cái nỗi nhục ngày hôm nay đi. Bạn nhục quá. Tôi chỉ thua một cái bảng đen là tại vì bạn đưa thôi, cái đồ xấu tính. Đồ xấu tính. Ủa vậy tại sao bạn không đưa tôi bảng đen? Đen nè. Quá rồi, dễ. Em hát bolero được đúng không? Trên bay được một ca khúc được không? Không. Rồi bạn giận. Ủa, vậy đi không? Bạn đang thi cuộc thi bolero gì mà? Không. Không. Thôi Lan Trinh đi đi. Thôi Lan Trinh đi. Kiểu người Lan Trinh hát bolero dở lắm. Thôi. Thành giá, Nico Lan Trinh. Ủa bán Nico Lan Trinh sẽ trở thành thám tử tìm hiểu về cụ 99 tuổi. Yeah. Và sau đó là một nhiệm vụ bí mật mà tụi sống được biết. Cảm ơn quý vị, chương trình còn rất là nhiều điều thú vị. Mong quý vị là tiếp tục gửi thư cho Sĩ Thanh cũng như là ủng hộ du lịch kỳ thú được phát vào thứ năm hàng tuần trên HTV7 vào lúc 22:45 nhé. Và chúng tôi vẫn còn một trang fanpage để các bạn có thể thỏa thích nhắn tin về chúng tôi để yêu cầu bất kỳ thám tử nào tham gia hành trình. Đó chính là du lịch kỳ thú. Và bên cạnh đó, xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi cổng Love TV cũng như là trang YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media, để theo dõi những số chương trình của du lịch kỳ thú. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.